Bây giờ mời quý vị, chúng ta sẽ ngồi để tĩnh tâm với nhau vài phút. Quý vị cố gắng ngồi yên trên chỗ của mình nha. Ngồi làm sao cảm thấy thật là thoải mái và vững vàng nhất. Chúng ta khép mắt lại, nghe ba tiếng chuông và theo sự hướng dẫn của Thầy. Đây là giây phút của tĩnh tâm. Ý thức là tôi đang ngồi thật yên, thật vững chãi trong dáng ngồi hoa sen như Đức Phật, buông bỏ, gác lại những bận rộn lao xao, lo lắng muộn phiền về quá khứ, về tương lai. Tôi đưa tâm tôi trở về với phút giây hiện tại, cảm nhận toàn thân tôi, từ đôi mắt tôi đang khép nhẹ, đôi môi tôi đang mỉm cười, các cơ bắp trên gương mặt tôi đang thư giãn ra. Tôi ý thức là mình vẫn đang còn sống, còn khỏe mạnh, mình mới có thể có mặt ở đây được, trên đỉnh núi Bà Đen linh thiêng này. Tôi đang ngồi thật vững chãi, tĩnh lặng cùng với Thầy, với đại chúng đang bao quanh. Thật là một điều màu nhiệm. Giây phút này thân tôi đã yên rồi, thì tôi tin rằng tâm tôi cũng sẽ an theo. Thân an thì tâm sẽ dễ an. Tiếp theo, tôi thả lỏng đôi bờ vai tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng sự thả lỏng đó. Nếu quý vị ngồi ở ngoài trời, có thể cảm nhận những làn gió đi ngang qua đôi bờ vai, dễ chịu, thoải mái. Quý vị ở trong khán phòng sẽ cảm thấy ấm áp, cũng dễ chịu, thoải mái. Lòng bàn tay này đặt nhẹ lên trên lòng bàn tay kia, ôm sát vào bụng và cảm nhận các ngón tay đặt lên nhau, cử động nhẹ thử các ngón tay để biết rằng nó vẫn còn hoạt động, để chúng ta cảm nhận được, cảm giác được sự sống vẫn còn đó, để tâm chúng ta trở về, để nó đừng rong ruổi nữa. Tôi biết đây là các ngón tay của tôi nè, tôi cảm nhận rất rõ nè. Tôi đang cắt được những cơn suy nghĩ
lo lắng muộn phiền nè. Đây là ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp và ngón út nè. Tôi chạm được, tôi cảm được, tôi biết được. Tiếp theo, tôi điều chỉnh chiếc lưng tôi thẳng nhất có thể, nhưng mà thả lỏng. Chiếc cằm của tôi cũng được điều khiển cao lên một chút để chiếc lưng được thẳng theo, để đỡ rơi vào cơn buồn ngủ. Tôi thả lỏng luôn bắp chân, đầu gối, cẳng chân. Tôi cảm nhận bắp chân này đang đặt nhẹ lên bắp chân kia. Bàn chân và các ngón chân tôi cũng đang được nghỉ ngơi. Tôi cảm nhận được sự nghỉ ngơi của đôi chân đi từ hồi chiều giờ rất là mỏi. Đi cả ngày, cả tháng, cả năm, chưa có bao giờ được ngồi yên mà có để ý, có quan tâm như vậy. Ồ, hôm nay tôi đang ngồi thiền đấy. Tôi đang tập ngồi thiền, ngồi yên. Cơ bản của ngồi thiền là như vậy. Là ngồi yên xuống, thả lỏng và luôn luôn nhận biết những gì xảy ra trên con người của ta, từ thân cho tới tâm. Thân là phần dễ tiếp xúc nhất, cho nên chúng ta thực tập trước. Tâm là phần khó nhất, chúng ta sẽ thực tập sau. Khi làm chủ được tâm rồi thì khổ đau sẽ giảm đi rất nhiều, hoặc có thể là sẽ được chấm dứt. Tiếp tục, chúng ta hãy thả lỏng toàn thân. Tập mỉm cười đi, cảm nhận nụ cười và sự thả lỏng. Lâu lắm rồi chúng ta không có quen để ý tới cơ thể của mình. Thường chỉ khi đi tắm, nhờ vòi sen chúng ta cảm thấy, nhờ nước rọi vào người, chạm vào người thì chúng ta mới biết, mới cảm nhận được, mà đôi khi cũng quên. Cho nên chúng ta những lúc ấy rất là dễ chịu. Hãy chú ý vào đâu là thư giãn, dễ chịu vào đó. Khi mà xa, khi được giãn cơ cũng vậy. Thì khi chúng ta chú ý bằng tâm thì sự thư giãn nó cũng diễn ra. Có khi là rất là sâu thẳm. Tâm mà chú ý vào tâm nữa thì tâm cũng được giảm sự căng thẳng, muộn phiền. Cho nên bây giờ chúng ta luyện cho mình một cái khả năng đặc biệt, đó là dừng suy nghĩ tạm thời, dừng lo lắng tạm thời, dừng khổ tạm thời, để xây dựng tâm an. Tôi muốn an, tôi muốn thoát khổ, tôi muốn nạp năng lượng lại, nên tôi tập ngồi yên xuống như vậy. Có khó gì đâu. Ngồi yên 5-10 phút, tập cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ tinh trán, kiểm tra vần trán coi có căng không. Các bắp thịt trên đôi chân này nè, đôi mắt có căng không. Cảm nhận sự khép nhẹ của đôi mắt đi. Đặc biệt là nụ cười nhẹ hoặc là hơi rạng rỡ trên môi, như là chúng ta đang chào mừng sự sống vậy. Hoặc là hân hoan
Vì hôm nay chúng ta được nghe pháp thoại cùng nhau. Chúng ta được ngồi yên xuống. Hoặc là chúng ta thấy mình hay quá, có thể mời tâm trở về, có thể làm cho mình an chút chút được nè. Tưởng là mình không thể, mà không ngờ là có thể. Đây là giây phút của bình an. Dầu rằng lát nữa trở về nhà, trở lại công việc, trở lại với chiếc điện thoại thì khó an lắm. Nhưng ít nhất giây phút này tôi có trải nghiệm bình an là gì. Ít nhất phần cạn của bình an là tôi tập tách ra khỏi sự ồn não, sự thu hút. Làm sao để tôi lôi cái tâm tôi về được với hiện tại, với thân của tôi, cho nó cảm nhận, cho nó kết nối, cho nó nhận biết thân ở đâu, các bộ phận trên cơ thể như thế nào, ra làm sao. Như đôi môi tôi nè, đang mỉm cười tôi có biết không? Nhìn một đóa hoa, một giọt sương, ánh nắng, mặt trời lặn, em bé, người thân, công việc tốt đẹp, tôi đều có thể tập mỉm cười, bình an, hạnh phúc, xác nhận trong tâm hồn. Đây là giây phút của bình an. Đây là giây phút của hạnh phúc. Dù hiếm hoi, nhưng tôi sẽ cố gắng tích lũy, tích góp chút chút mỗi ngày. Như giây phút này là giây phút tích lũy, hiếm hoi đây. Đây là giây phút không sân si, không phiền muộn, không trầm cảm, không đau khổ, không căng thẳng, không mệt mỏi. Đây là giây phút của sự thư giãn, của bình an. Tôi đang tận hưởng, tôi đang nhận biết, và tôi cũng mong muốn người thương của tôi cũng sẽ có được trải nghiệm này. Ước gì những người thân của tôi, nhân viên của tôi, đồng nghiệp của tôi, bạn bè tôi, ai ai cũng biết tập ngồi yên như vậy. Mỗi ngày, một lần, vài lần. Để tự cân bằng bản thân mình. Để biết rằng trong mỗi người đều có chất bình an, mà bớt lao ra bên ngoài tìm kiếm. Trong mỗi người đều có khả năng làm cho mình vui, thoải mái, dễ chịu. Và cơ thể, tâm hồn ta đang rất cần sự giúp đỡ của ta. Muốn làm thành công bất cứ việc gì, ngay cả trong các mối liên hệ thương yêu, cũng cần một con người tràn đầy năng lượng tích cực. Cho nên rất cần sự luyện tập về tâm hồn. Bây giờ mời quý vị tiếp tục thả lỏng đôi bờ vai. Cảm nhận sự thả lỏng. Thả lỏng hai cánh tay. Cảm nhận sự thả lỏng. Cảm nhận hai cẳng chân đang chồng lên nhau. Thả lỏng. Tiếp theo mời quý vị hít vào một hơi thật sâu và lắng nghe tiếng hơi thở khì khì vừa đủ mình nghe. Rồi thở ra hơi mạnh một chút vừa đủ mình nghe.
Nhớ lắng nghe ở phía đầu mũi nha. Hít vào có cố ý, thở ra có cố ý. Hít vào có cố ý, thở ra có cố ý và lắng nghe. Một lần nữa hít vào, lắng nghe hơi thở vào. Thở ra, lắng nghe hơi thở ra. Rồi bây giờ mời quý vị không cần cố gắng hít vào và thở ra nữa, mà hãy để hơi thở tự nhiên đi vào và tự nhiên đi ra. Vì hơi thở vốn là như vậy mà. Chúng ta chỉ cần chú ý vào hơi thở đi vào, đi ra, và ghi nhận nó đi vào, đi ra là được. Hơi thở sẽ giúp cho chúng ta định tâm lại, chú ý kỹ vào nó. Đừng để hoàn cảnh lôi kéo đi, đừng để bị nhấn chìm. Luyện tâm, quay về với hiện tại, cố gắng chú ý, quan sát, nhận biết rõ. Đây là hơi thở vào nè, mỉm cười ghi nhận. Đây là hơi thở ra nè, mỉm cười ghi nhận. Vào, biết vào, ra, biết ra. Vào, ra. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ mời đại chúng lắng nghe ba tiếng chuông để chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2023. Chúng ta đang có mặt tại Sơn Quơ, núi Bà Đen, Tây Ninh. Và hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài tâm an, nhìn đâu cũng an. Lùi lại quá khứ một chút, chúng ta đã cùng nhau đi qua những giai đoạn cực kỳ biến động của đại dịch. Và chúng ta đã chờ đợi những ngày tháng này, ngồi gần bên nhau, không cần đeo khẩu trang, không bị giãn cách, được đi ra phố, ra chợ, đi bất cứ nơi đâu, đến công sở làm, thoát khỏi những khung cảnh nặng nề, u uất, tang thương, sợ hãi. Và lúc đó, nếu như có một câu hỏi
Điều gì mà bạn muốn nhất giây phút này, lớn nhất? Thì có thể hầu hết tất cả chúng ta đều trả lời là muốn sống, phải không? Vì có rất nhiều người đã ra đi. Nhưng mà nếu muốn sống mà cần có một câu trả lời, điều gì muốn nhất nếu bạn vẫn còn sống, thì chắc là chỉ muốn được bình an, sức khỏe tốt và tâm hồn được bình an. Thôi lo sợ, thôi khủng hoảng, thôi mệt mỏi. Và chúng ta thèm có những ngày bình thường nhất trong đời. Bình thường thôi cũng khó dữ vậy. Đi ra ngoài công viên, dắt con đi dạo mà cũng khó dữ vậy. Đi ra ngoài mua một tách cà phê, gọi điện thoại cho người thân mà cũng khó như vậy. Khó thật đấy. Có những lúc chúng ta đã đánh giá thấp sự bình thường đó, thấy cũng bình thường thôi. Cho nên chúng ta đã sống một cách rất là ơ hờ. Mặc nhiên là nó vẫn còn đó, vì chúng ta sống tới 300 năm mà, phải không? Cho nên là chúng ta phải nắm bắt cái này cái kia ở tận chân trời xa xăm, và bỏ qua những cái thứ bình thường đó. Ăn bữa cơm trong gia đình cũng vội, cũng hứa hẹn nhiều lần. Nói chuyện với những người thân yêu trong gia đình cũng hứa hẹn nhiều lần, cũng vội vàng. Rồi đôi khi còn nhả độc, còn gây tổn thương cho nhau. Những ngày đi làm việc thì cũng không chân thành, không hết lòng, cũng gây đổ vỡ trong các mối liên hệ giữa các đồng nghiệp với nhau. Và cho đến một hôm đại dịch đã quét ngang qua cõi địa cầu này, chúng ta mới chợt nhận ra rằng trên đời này có những thứ quý giá vô cùng hơn cả những thứ hằng ngày chúng ta tôn vinh nó, như là quyền lực, địa vị, tiền bạc. Đó là những thứ chúng ta thường cho rằng bình thường thôi, là được thở, hơi thở của mình chứ không phải là của bình oxy. Ở nhà mình chứ không phải là bệnh viện. Được đi đứng thoải mái trên đôi chân của mình. Được nói chuyện với hàng xóm, với bạn bè. Được đi làm lương trung bình cũng được. Được chăm sóc những người thân. Đó là những thứ rất là bình thường, thì bỗng dưng vô cùng quý giá. Vậy thì bình thường hay là quý giá là do đâu? Là do cái thấy của chúng ta. Khi tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ thấy nó là bình thường. Và khi tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta thấy nó là quý giá. Khi một người ở trên giường bệnh, bệnh nặng, thập tử nhất sinh quý vị, thì cái nhìn của họ về cuộc đời này khác chúng ta đang khỏe mạnh lắm. Mà ở đây quý vị nào đã trải qua kinh nghiệm đỏ mặt với tử thần vài lần rồi, hoặc chỉ cần một lần thôi, thì họ sẽ có thái độ sống rất khác, thái độ làm việc sẽ khác. Hoặc chỉ cần bị trầm cảm tới mức mà đã từng muốn tự tử ấy, hoặc tự tử mà không thành công, được cứu sống trở lại từ trong cõi chết đi ra, thì họ rất là khát khao được sống. Họ thèm được sống và họ được cứu sống. Và khi họ đã được cứu sống rồi, họ sống rất là kỹ lưỡng, hết lòng và chân thành. Đó là trải nghiệm của tôi đó. Tôi đã từng là con người như thế. Và cho nên khi đã bước ra cõi chết rồi, thì đối với tôi đó, mỗi ngày, mỗi giờ,
mỗi giây phút là vô cùng quý giá. Phải sống thật kỹ, không dám rơi rớt giây phút nào cả. Và thời gian qua tôi đã tiếp xúc rất nhiều với các anh chị doanh nghiệp ở trong nước, vừa hay là lớn. Đó là những người đang gánh nặng đôi vai trách nhiệm cho hàng ngàn, hàng chục ngàn nhân viên của mình. Và sức không còn chịu nổi nữa. Đã có những người nghĩ đến cái chết. Đã có những người tâm thần ngơ ngác chạy đến chỗ của chúng tôi để được nương tựa, để được tập thiền, để được nạp lại năng lượng, để được cân bằng tâm lý, để được chữa lành. Thấy thương lắm. Vì đó là những con người đầu tàu gánh vác. Đâu có ai nghĩ rằng một tướng lĩnh như vậy, một người uy lực như vậy, mà đến một lúc nào đó họ cũng sẽ suy sụp như vậy. Vì họ cũng là một con người mà. Họ cũng cần được sinh hoạt bình thường. Và tất cả những sinh hoạt bình thường của họ, họ đã cống hiến cho tập thể, cho hàng chục, hàng ngàn con người, cho công việc, cho những thứ họ đam mê rồi. Họ cũng bỏ qua những thứ bình thường như chúng ta đó. Họ cũng đã từng xem thường những thứ như chúng ta đã từng xem thường đó. Cho nên là họ cũng như chúng ta đã từng không có tâm bình an đó. Và cho đến một lúc họ đi tìm kiếm sự bình an một chút thôi. Một chút bình an cũng tìm không được. Một chút bình an cũng tìm không được. Cái tâm đó không cho phép bình an. Nó hoảng loạn, nó sợ hãi. Mình yêu cầu nó, mình năn nỉ nó cũng không chịu. Bây giờ mình đưa tiền nó cũng không chịu. Mình lấy uy quyền ra để hăm dọa nó cũng không chịu. Nó không nghe lời mình. Nó là ai? Nó có thể nghe lời mình, nhưng vì mình không thường có mặt cùng với nó, mình không đồng hành cùng với nó, mình không hiểu nó, mình không chơi với nó, mình không ngồi yên cùng với nó, mình không luyện tập nó, cho nên nó có quyền lực hơn mình, tham sân si mạnh hơn mình. Bên trong chúng ta có những con quái thú, mặc dầu cũng có những hạt giống thánh, nhưng mà trong quá trình mưu sinh, chúng ta đã không thể nuôi dưỡng những hạt giống thánh, mà chúng ta vô tình mời lên quá nhiều tham sân si. Cho nên những con quái thú đó nó mạnh hơn chúng ta. Tới lúc nó bảo chúng ta buộc phải dừng lại hết mọi thứ, trao quyền thống trị cho chúng, không thể thở được, không thể bình thường được, không thể nhớ được, không thể ăn ngon, ngủ yên và nghĩ ra được điều gì hay ho để giải quyết các vấn đề. Thậm chí còn không nhớ nổi tên các cộng sự, người thân của mình. Thì lúc ấy buộc phải tìm một sự giúp đỡ. May là những anh chị đó còn ý thức đưa cánh tay lên để tìm một sự giúp đỡ, đã vượt qua sự tự ái của bản thân, của một người nổi tiếng có uy quyền, để cần có một sự giúp đỡ. Trong khi đó có rất nhiều người đang chìm trong vũng lầy khổ đau, nhưng mà vì họ ngại người khác biết họ đang có vấn đề, vì họ là một người gánh vác đầu tàu của hàng chục, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, họ không dám công khai việc này, hoặc là họ không tìm được người nào họ tin tưởng, cho nên họ đang cô đơn trong cái đau khổ của họ. Và khi những nhân vật nổi tiếng đó đến trung tâm của chúng tôi ở Đà Lạt, những ngày đầu, những anh, những chị đó không có nhìn thẳng vào mặt tôi được.
Bà nói chuyện rất là run rẩy. Trước đây mình từng biết họ là một con hổ, một con sư tử hùng dũng, lừng lẫy, khạc ra lửa, uy quyền. Mà bây giờ như là một con mèo, mà con mèo mắc mưa thấy thương lắm, đầy sợ hãi. Thì ở góc nhìn của một nhà chữa lành á, thì tôi biết người này đang bị trầm cảm ở cấp độ khá nặng, ở cấp độ sợ hãi. Và lúc đó họ không kết nối được với con người bản gốc của họ. Họ đang bị đồng nhất với nỗi sợ, bị cơn trầm cảm nuốt chửng. Họ bây giờ là cơn trầm cảm chứ không phải là con người thật của họ. Vậy thì nhiệm vụ của những người chữa lành như chúng tôi á, là làm sao giúp cho họ nhận ra họ không phải là cơn trầm cảm đó. Làm sao để giúp họ kết nối trở lại con người đầy mạnh mẽ, kiêu hùng, thông minh, sáng suốt, lừng lẫy của họ ngày nào. Đây là một hành trình vô cùng thách thức. Thì chúng tôi là những người trị liệu bằng thiền tập, những phương pháp tự nhiên. Thật ra nó giản dị lắm, nhưng mà nó phải dựa trên cái lực công phu tu luyện của nhà chữa lành và cả cái tình thương mình dành cho bệnh nhân nữa. Thì tôi hướng dẫn các anh chị đó, đôi khi là đưa một tách trà, hỏi anh có cảm nhận tách trà nóng trong tay anh không? Không trả lời. Anh uống đi? Không trả lời. Cảm nhận như thế nào? Không trả lời. Hoặc là lột trái quýt, có ngửi mùi trái quýt không? Chị, trái quýt thơm không? Không trả lời. Nhưng mà qua ngày thứ hai, thứ ba, bước đi trên con đường ánh nắng buổi sáng với chân trần hay là trên dép thả lỏng, hỏi anh chị có cảm nhận được ánh nắng mặt trời không? Nghe chim hót trên cành thông không? Gật đầu có. Hoặc là nằm trên tấm thảm yoga trên mặt đất thôi, thấy có thư giãn thoải mái không? Thì nước mắt chảy ròng ròng. Hỏi sao khóc vậy? Thấy thương bản thân quá. Cho tới bây giờ mới cảm nhận được cơ thể của mình. Mấy mươi năm rồi, lâu lắm rồi, mới cảm nhận đôi môi mình đang mỉm cười, gương mặt mình đang thư giãn, nghe được tiếng chim hót, nhìn trời xanh, mây trắng bay qua. Tưởng chừng như là mình mới tái sinh vậy. Tưởng chừng mấy mươi năm qua mình đi đâu, chứ không ở trong cái cõi này, để thấy cái thế giới này màu nhiệm vô cùng. Cho nên Rabindranath Tagore là thi sĩ lớn của Ấn Độ, một người đã từng đi Đông đi Tây khắp nơi để khám phá, để học hỏi. Ông đã đóng góp rất lớn cho phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ, cực kỳ nổi tiếng. Và cuối đời, ông lại viết một bài thơ như thế này: tiêu hao năm tháng, du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô? Tại sao đại thi hào lại run rẩy xúc động trước một cái giọt sương vào buổi sáng như vậy? Có cái gì ghê gớm như vậy? Là tại vì cái tâm của ông lúc đó nó đã sẵn sàng để hạnh phúc rồi. Nó trong trẻo, nó thuần khiết, không còn muốn cái gì nữa hết. Không còn muốn chụp, muốn bắt, muốn trở thành cái gì hết. Muốn sống thật sâu, thật kỹ. Và tôi đã từng đi ngang qua và tới bây giờ đã từng sống như vậy. Cho nên khi một cái tâm nó đã an sâu thẳm như vậy rồi, rọi chiếu lên bất cứ cái gì trong đời sống thì nó cũng đều đẹp và lung linh như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là tâm an thì nhìn đâu nó cũng an.
tâm như thế nào thì nhìn thế giới xung quanh như thế ấy. Vạn pháp duy tâm tạo. Cái thế giới mà bạn nhìn đó là tùy vào cách của bạn, ở mỗi thời điểm khác nhau. Người khác nhìn thấy khác, bạn nhìn thấy khác. Bạn hôm nay thấy khác, ngày mai thấy khác, sáng khác, trưa khác, chiều khác, vui thấy khác, buồn thấy khác. Và bạn có thể điều chỉnh cái bạn thấy về thế giới xung quanh, về cuộc đời này, về vật chất, về quyền lực, thích hay không thích, khổ hay sướng là do cái bên trong bạn, bạn điều chỉnh được. Bởi an hay không an, khi tâm bạn an đủ đầy, mà không biết là bạn đã trải nghiệm trạng thái đó chưa. Nếu mà chưa thì bây giờ giảm xuống khi tâm hơi hơi an, như là giây phút này nè, thì những gì đã xảy ra trước đó, những điều bất như ý, bất toại nguyện, hồi nãy mình nghĩ là khá lớn, thì bây giờ nhìn lại xem nó có còn như vậy nữa không? Có thể là nó đã khá nhỏ rồi đó. Và khi tâm an thì những gì mình cuống cuồng muốn nắm bắt trước đó, có thể bây giờ mình đã bớt mong muốn rồi đó. Khi tâm hơi an thì mình nhìn mọi thứ xung quanh bỗng đẹp hơn rồi đó. Những đóa hoa trước mặt thầy minh niệm bỗng lung linh rồi đó. Và thầy minh niệm cũng lung linh hơn rồi đó. Hồi nãy đi ngang các vị gặp thầy minh niệm nói: ô, thầy minh niệm trẻ đẹp hơn trên tivi, trên video. Cũng có thể ở ngoài đời trẻ hơn thật, nhưng mà cũng có thể lúc ấy tâm vị ấy an hơn là lúc xem tivi ở nhà thật. Biết đâu, phải không? Cho nên khi người đó đang ứng xử với mình như thế nào thì mình nên biết rằng cái lúc đó vị đó đang sở hữu một cái tâm như thế nào, chứ không hẳn toàn bộ con người của vị ấy như thế ấy. Có lúc người ta an được thì người ta làm được những điều rất tuyệt vời, giữ nổi những giá trị tốt đẹp. Và trong cuộc đời này nếu ít tu luyện thì khó giữ nổi như vậy hoài lắm. Thành ra thông cảm cho những lúc người ta không giữ nổi tâm an, rớt xuống tâm bất an. Thì khi tâm bất an rồi, quý vị ơi, việc gì chúng ta cũng dám làm lắm. Những câu nói nặng nề đến sát thương, những hành động mất kiểm soát đến cố tình gây đau khổ cho người khác, chúng ta cũng dám làm. Cho nên hằng ngày đọc trên báo đài, hoặc là nhìn nhan nhản trước mắt những con người trước đây mình đã từng biết, đã từng thấy họ rất tốt, không thể tin rằng một ngày đẹp trời nào đó họ phải vào trong chốn lao lung, họ trở thành những kẻ gây ra tội ác. Đó chỉ là sự xáo trộn bất chợt giữa tâm an và bất an, sự cuốn hút hấp dẫn của đời sống bên ngoài. Nếu chúng ta không có cái gì để bảo vệ thì giữa an và bất an xảy ra trong tích tắc. Một lời nói thôi, nó có thể biến chúng ta từ an trở thành bất an. Một chương trình TV ở trên Facebook, YouTube, một TikTok vài giây cũng có thể mời bất an lên như thường. Đọc một dòng cảm nhận cũng có thể nổi điên, nổi đóa. Đấy, chúng ta luôn luôn sẵn sàng mở tất cả các giác quan ra để cho người ta ném mọi thứ vào trong căn phòng của mình, hỏi làm sao mà giữ gìn tâm an cho được. Thôi, đóng cửa lại. Mà quý vị nhắm mắt lại nha. Đóng giác quan mắt lại. Bắt chước con khỉ ở trong chùa nhắm mắt lại bớt. Cũng như là mình đóng chiếc điện thoại, tắt tivi,
ngừng nói chuyện, ngậm miệng lại luôn, bịt tai luôn, không nghe nhạc, không nghe lời thị phi. Trở về với sự tĩnh lặng để nuôi dưỡng tâm bình an. Tôi biết rằng tôi cũng cần ăn mặc, tôi cũng cần tài khoản, tôi cũng cần thu nhập, tôi cũng cần các mối liên hệ tình cảm, tôi cũng cần công nhận nể phục. Nhưng tôi cũng cần được bình an lắm. Mà có thể nói chưa bao giờ tôi cần bình an như là bây giờ. Cho nên tôi không có dại khờ để mà lao ra bên ngoài, hoặc là mở toang hết các giác quan ra để cho bên ngoài tấn công bất cứ lúc nào. Tôi sống phải có kỷ luật. Lúc nào mở cửa thì mở cửa, lúc nào cần đóng lại thì đóng lại. Mỗi ngày tôi sẽ tập dừng lại mọi cuộc tiếp xúc, đóng các giác quan lại, tìm một nơi yên vắng, chừng 5-10 phút thôi. Tôi ngồi tĩnh tâm như vậy. Tôi trở về kết nối với chính tôi. Tôi khép mắt lại. Tôi ngồi trên ghế cũng được, tôi ngồi dưới đất cũng được. Miễn làm sao tôi thả lỏng, tôi cảm nhận. Lúc ấy nếu ngồi ngoài trời thì tôi sẽ tập lắng nghe các âm thanh xung quanh, như là tiếng gió, tiếng chim, những âm thanh xa xa như tiếng chó sủa, tiếng xe chạy, bất cứ âm thanh gì đi ngang qua, tôi cũng đều ghi nhận và mỉm cười. Biết rằng, ồ, tâm tôi đang ở đây, đang sáng suốt nên tôi mới biết rõ như vậy. Sự sống màu nhiệm đang diễn ra mỗi ngày mà tôi có biết đâu. Và 1-2 phút sau đó tôi lại trở về thả lỏng cơ thể. Đặc biệt là tôi tập mỉm cười. Chú ý vào đôi môi tôi đang cười nè. Các cơ bắp trên gương mặt tôi cũng thư giãn theo nè. Để tập buông bỏ xuống những suy nghĩ căng thẳng. Dù là những suy nghĩ cần thiết, suy nghĩ đến những dự án, kế hoạch, giải quyết những vấn đề khó khăn. Nhưng không phải lúc nào cũng nên suy nghĩ. Có những lúc cần dừng lại để năng lượng đủ đầy đã, để tâm bình an đã rồi làm gì thì làm. Nói gì thì nói. Tôi phải trở về với trạng thái tốt nhất của tôi đã. Tôi hứa là tôi sẽ không bao giờ ra một cái quyết định nào, dù nhỏ hay lớn. Thậm chí là tôi sẽ không gặp bất cứ ai, dù họ là ai, khi mà tôi đang bất ổn, tôi đang có phiền não. Những lúc như vậy tôi phải đi giải quyết những cái vấn đề của tôi đã, trả tôi trở về với tâm an lành nhất có thể. Và tôi có thể làm được điều đó. Tôi luyện tập thôi. Thở vào, cảm nhận đây là hơi thở vào. Nếu mà không cảm nhận được thì thở mạnh lên để cảm nhận. Thở mạnh lên, hơi thở ra. Rồi sau đó đừng cố tình thở nữa. Để hơi thở trôi tự nhiên thôi. Chúng ta từ từ cảm nhận. Từ từ thả lỏng. Cảm nhận, thả lỏng. Có một lần tôi ở trên một ngọn đồi một mình thôi, đi ra ngoài không có để ý, đóng cửa cẩn thận. Khi trở về thì mưa gió thổi toang các cánh cửa và
thổi hết các tờ giấy ở trên bàn bay tung tóe. Và tôi đã mất rất nhiều thời gian để nhặt lại từng tờ giấy vì tôi đang viết sách, rồi phải dặn lại, rồi đi đóng các cửa lớn, cửa sổ. Bên ngoài thì gió lồng lộng. Lúc đó tôi đốt lò sưởi lên, thấy căn phòng ấm dần, hơ tay lên. Rồi tôi cảm giác rất là hạnh phúc, mình được che chở. Lúc mà tôi đi tu bụi, những buổi tối ở trên những cánh rừng sâu thẳm, rất là sợ thú dữ. Tìm được một cái chỗ để cắm lều rất là khó, phải đất bằng, và cũng tìm chỗ nào có nguồn nước để mình dễ có nước để uống, để nấu ăn, để sinh hoạt. Nhưng mà nhiều khi cũng cần đất bằng, cắm được thì mình cắm luôn nếu mà trời đã tối rồi. Hoặc là khi mưa gió hay là bão tuyết tới thì mình phải cắm ngay. Và khi cắm được cái lều an toàn rồi đó, và mình chui vào trong đó, kéo lều lại, mừng vô cùng. Cái khoảnh khắc đó mừng vô cùng. Vì có những khi gió lớn quá, mưa lớn quá, hay trời tối quá, mình không có cắm được. Mặc dầu vào đó thì thú dữ vẫn có nguy cơ tấn công, nhưng mà mình đã vào được cái lều đó rồi. Hoặc là nếu trời không mưa mà mình đốt lược những cái lò củi ở phía trước thì mình cảm giác được an toàn, bảo vệ. Mình thấy biết ơn cái lều đã bảo vệ cho mình và cái bếp củi đó đã bảo vệ cho mình. Có những lúc mình, cái tâm an của mình nó còn lệ thuộc vào nhiều sự bảo vệ, chứ không phải là mình nói an thì ở đâu cũng an. Tôi là một người tu luyện mà đôi khi cũng còn lệ thuộc vào một vài yếu tố như vậy. Vì đây là những cái thử thách đầu tiên trong đời mình, quăng mình vào một cái miền hoang dã. Thì đó là những ngày tháng đầu tiên chưa quen ở nơi miền hoang dã. Thì sau này thì đã khá hơn và vượt qua được. Và mỗi ngày trong đời sống quý vị cũng vậy. Chúng ta cũng giống như căn nhà quên đóng cửa, mắt chúng ta mở ra suốt, tai chúng ta, rồi mũi, rồi lưỡi, rồi thân. Chúng ta tiếp thu không biết bao nhiêu là dữ liệu, thông tin, để rồi mọi thứ nó thổi tung tâm hồn chúng ta, không thể nào an được. Càng làm việc, càng tiếp xúc. Có những người mình càng tiếp xúc là càng bất an, càng tức giận, càng đau khổ, mà không bao giờ rứt ra được. Đáng lẽ giải pháp là bớt tiếp xúc lại. Vì không phải lúc nào cũng phải cần tiếp xúc, để cho người khác tiếp xúc. Cái người nào vững hơn, an hơn thì tiếp xúc. Ở trên trung tâm chữa lành của chúng tôi, các em đang thực tập ở trên đó đó, thì chúng tôi cũng cho các em thay phiên chăm sóc các vị khách đến đó để hàm dưỡng, chữa lành vết thương. Thì mỗi đợt như vậy chúng tôi chọn những em nào đang ổn nhất, an nhất, chăm sóc cho vị khách đó. Mà nếu chăm sóc một hai ngày mà em đã tuột năng lượng là phải đổi người khác liền ngay lập tức, để cái người tốt nhất chăm sóc cho vị khách đó, để mình không ảnh hưởng ngược lại vị khách đó, mà còn mời lên năng lượng bình an của người kia. Vì cái năng lượng bình an của người này, nó có năng lực đánh thức năng lượng bình an của người kia. Và ngược lại, sự bất ổn của người này có thể mời lên sự bất ổn của người kia. Chúng tôi đang đào tạo 100 chuyên gia chữa lành tâm lý ở trên đó. Và công việc của chúng tôi vất vả ở cái chỗ, và đây là một thách thức rất là lớn. Chúng tôi làm một cái chuyện rất là tạm gọi là chưa thấy ai làm. Hầu hết các chuyên gia chữa lành trên thế giới đó, một á, là họ đã từng trải qua tổn thương tâm lý, và họ học thêm về ngành tâm lý, rồi họ đi giúp đời, họ trở thành nhà chữa lành. Hai là họ chỉ học lý thuyết về ngành chữa lành, rồi họ trở thành nhà chữa lành. Còn chúng tôi á, tôi lấy từ kinh nghiệm bản thân mình, là một người từng bị tổn thương tâm lý, nhưng tôi là một người tu luyện.
dùng thiền tập để chữa lành. Cho nên á, tôi mới hướng dẫn những bạn nào mà ngưỡng mộ con đường của tôi, yêu thích con đường của tôi, bắt các em cũng phải khổ luyện cùng với tôi trước, trở thành một người có nhiều bình an thì mới trở thành nhà chữa lành được. Em nào mà còn bất ổn thì chưa thể, hoặc là lâu lâu mới có bất ổn một lần và tự giải quyết lấy trong tích tắc thì được. Vì một nhà chữa lành á, không phải là một người chỉ có hiểu biết lý thuyết về những vấn đề bất ổn về tâm lý. Cái đó ở bên ngoài người ta làm được, còn trong đây làm những thứ bên ngoài người ta không làm được. Nghĩa là khi một người bất an á, bất ổn họ đến á, thì một nhà chữa lành đặc biệt á, họ chỉ cần ngồi xuống là năng lượng bình an của nhà chữa lành đi qua. Nắm tay là năng lượng đi qua. Nhìn là ánh mắt đi qua. Một lời nói là có bình an. Một bước chân đi chung là có bình an. Một lời hỏi thăm là đủ rồi. Tất nhiên là nó không có chữa lành hết, nó mới thoa dịu thôi. Mà bệnh nhân đã thấy dễ chịu, thoải mái, như là uống thuốc an thần vậy. Cho nên bác sĩ ơi, cho tôi gặp bác sĩ nữa, đồ không bác sĩ. Đó là lý do tại sao mà các bệnh nhân về tâm lý họ rất là yêu thương và muốn quấn chặt vào các nhà chữa lành. Vì hầu hết họ không tìm được một người nào thấu hiểu và chấp nhận họ cả. Vì tất cả những người thân của họ hầu hết đều xa lánh họ, vì họ có quá nhiều chất độc. Mà những người thân yêu của họ không hiểu về những cái bệnh lý của họ. Vì sống với họ quá lâu cho nên những người thân của họ rất là sợ họ. Vậy nên khi gặp các nhà chữa lành vừa hiểu, vừa thương, vừa có năng lượng bình an, họ đều muốn quấn vào các nhà chữa lành. Vì thế các nhà chữa lành như là các em tôi hướng dẫn phải rèn luyện cho mình một cái sự vững chãi để không cho những người bị tổn thương á, họ nghiện ngập vào mình hay là họ gây tổn hại ngược lại mình, để mình còn giúp được nhiều người. Thành ra một bạn còn rất trẻ, hăm mấy, ba mươi mấy, đôi khi bên trong còn có em bé tổn thương nữa, mà bây giờ phải trở thành một người làm điểm tựa tinh thần cho nhiều người khác, xem ra là rất khó đó. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng được các em đó có thể không làm điểm tựa cho hàng trăm hàng ngàn người, nhưng mà vài người, vài bạn trẻ không thể làm điểm tựa từ năm này qua năm khác thì vài ngày, vài tháng, vài giờ cũng quý giá vô cùng. Vì tôi thấy các em đó cũng đang sống rất bình an, rất hạnh phúc. Các em đó đã trở về gia đình, giúp cho gia đình tuy chỉ là vài ngày, vài giờ cũng bình an và hạnh phúc. Có thể nói bình an là một cái thứ gì đó rất đắt đỏ bây giờ đó quý vị, khó tìm ra lắm. Người ta có thể có nhiều tài năng, có nhiều kỹ năng, người ta có thể làm ra rất nhiều thứ, như hỏi thử làm sao để có thể tạo ra được năng lượng bình an, làm cho người kia bình an giùm đi. Người kia đang đau khổ đó, người kia đang cuống cuồng đó, người kia đang bấn loạn đó, người kia đang khổ đó, người kia đang muốn tự tử đó, làm cho họ trở lại bình thường đi. Thì đâu có dễ gì mấy người làm được. Và chúng tôi cũng không dám tự tin là làm được tất nữa. Cũng phước chủ mai thầy lắm. Cũng nói là ai đến cũng nói là chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức. Và trên đó chúng tôi phải xây dựng một lực lượng hùng hậu trên 100 con người để trở thành một cái nguồn từ trường vĩ đại, nương vào nhau, chứ không phải là một mình tôi đâu. Một nguồn năng lượng bình an rất lớn. Thí dụ 100 con người ở đây ngồi yên như vậy nè, là tạo ra một cái nguồn từ trường rất lớn. Phía dưới ngoài kia 1.000 người nữa, là hôm nay chúng ta chế tác một cái vùng năng lượng bình an rất lớn nơi này. Mà chúng ta ngồi luôn giờ tới sáng nữa thì cái chỗ này xài 1 tháng nữa mới hết cái vùng năng lượng này. Mà nếu ở nhà chúng ta làm như vậy đó, thì không cần xem phong thủy, không cần phải cầu nguyện gì cả, vì bao nhiêu năng lượng tiêu cực cũng sẽ bị đẩy lùi. Vì đây là một sự thật. Vì năng lượng bình an của chúng ta nó sẽ kết nối với năng lượng sạch nhất của trời đất.
Vì chúng ta có rất nhiều tầng trong con người chúng ta, luyện tập thì sẽ tiếp xúc được. Cho nên quý vị, trời đất cho mỗi chúng ta có rất nhiều giá trị linh thiêng, mà trong đó bình an được xem là một trong những giá trị quý giá nhất. Mà khi bình an được khai thông rồi đó, một con người có bình an rồi thì những giá trị khác sẽ đi theo, như là từ bi, trí tuệ, giải thoát, tự do lần lượt đi theo. Thành ra một người tu luyện á, lâu năm bao nhiêu không biết, gọi là thiền sư, hòa thượng gì không biết, mà hỏi xem người đó có bình an không, đi có bình an không, nói có bình an không, cười có bình an không, và đến rình rình xem nơi đó ông sống có bình an không, chứ không phải là gặp ở trên sân khấu hay là ở ngoài đường, thì mới biết rằng là cái công phu người đó ở chỗ nào, phải trên cái chuẩn mực là bình an. Và đời sống ở ngoài quý vị cũng vậy. Người nào sống mà bắt đầu đầm lại, an hơn, có thể gọi là đã bắt đầu nắm được bí quyết của sự sống rồi đó. Mời quý vị thở một chút. Tôi muốn an ngay bây giờ. Tôi không cần chờ 5 năm, 10 năm. Tôi không chờ thành công. Tôi không chờ nổi tiếng. Tôi không chờ xong một kế hoạch. Tôi không chờ ngày mai. Tôi không chờ một khóa thiền. Bây giờ còn sống, còn thở được. Có thể rứt công việc qua một bên, tắt điện thoại. Chỉ cần một chút quyết tâm là được, chút sức khỏe, còn trí nhớ là được. Tôi ngồi yên xuống như vậy có khó gì đâu nè. Chỉ cần một chút tinh tấn, quyết tâm, 5-10 phút, dĩ nhiên những lúc sóng gió trong lòng thì cần nhiều hơn một chút. Để tôi thả lỏng cơ thể tôi, cho phép cơ thể tôi nghỉ ngơi, thư giãn. Và tôi lại bắt đầu tiếp xúc, nương tâm tôi vào hơi thở. Bây giờ tôi sẽ chú ý vào phía trước mũi để nghe tiếng hơi thở tôi khì khì nhẹ nhẹ. Nếu không nghe được thì tôi sẽ thở mạnh một tí để tôi nghe. Và sau đó tôi sẽ để hơi thở tự nhiên. Tôi đang tìm bình an đây. Tìm bình an có nghĩa là gì? Là tìm một chỗ để trụ tâm vào, không suy nghĩ nữa. Cần suy nghĩ gì lát nữa tính. Cần giải quyết gì lát nữa tính. Muốn đi đâu, về đâu, làm gì để tâm an rồi tính. Tôi chỉ muốn làm việc trong trạng thái tâm an. Tôi chỉ muốn yêu thương trong trạng thái tâm an. Chỉ muốn phụng sự trong trạng thái tâm an thôi. Bây giờ tôi tập tâm an trong những lúc không gian yên tĩnh như vậy trước đi. Rồi sẽ tập những bài thực tập khó sao. Tâm an khi làm việc, tâm an khi đối đầu khó khăn. Chỗ này mà tôi không chịu thực tập nữa thì làm sao mà chỗ ồn náo, chỗ thách thức, khó khăn mà tôi làm được. Mỗi sáng sớm thức dậy khoảng 5 giờ, lúc đất trời còn năng lượng tinh anh, tôi sẽ cố gắng thức dậy sớm. Muốn thức dậy sớm thì tôi sẽ cố gắng đi ngủ sớm. 10 giờ, ít nhất là 10 giờ tôi đi ngủ sớm. Để thức dậy sớm rồi thưởng cho mình một tách trà nóng. Tôi ngồi yên gần khung cửa sổ hay trong căn phòng khách. Tôi có thể trước đó tắm rửa sạch sẽ cũng được, hay là rửa mặt cho tươi tỉnh. Tôi thắp một cây nến, rồi tôi ngồi yên trên chiếc ghế, chiếc gối của mình trong không gian tĩnh lặng.
Tôi gọi đây là giây phút kết nối với sự linh thiêng trong tôi. Hoặc là tôi ngồi đây kết nối với sự bình an ở trong tôi. Tôi nuôi bình an trong tôi. Hay là tôi trở về với con người chân thật trong tôi. Ban ngày có thể là tôi bị đồng nhất với tham sân si, những con quái thú làm chủ tôi, trôi lăn theo dòng đời. Tôi thường hay nói với những bạn, các anh chị doanh nghiệp là những người đang được tôi tư vấn hay là giúp đỡ chữa lành, ráng ở đây thêm vài ngày nữa đi, còn yếu lắm. Kiểu như là bác sĩ nói với bệnh nhân nôn xuất viện. Tất nhiên là ở nhà còn nhiều việc, ở công ty, tập đoàn còn nhiều thứ phải lo lắm. Mình biết điều đó. Họ nôn dùng lại cái chiếc điện thoại lắm, vì biết rằng có nhiều tin rất là quan trọng. Nhưng mình là cái người trải nghiệm, người có hiểu biết. Mình biết rằng khi họ nhấc cái chiếc điện thoại đó lên, họ gọi lại cái người đó, họ kết nối lại với công việc là bất ổn ngay lập tức, là bệnh sẽ trở lại ngay lập tức. Họ trở về với gia đình, với công ty vài ngày là năng lượng tiêu cực sẽ ập đến, là bao nhiêu cái công phu xây dựng bình an đó sẽ tan vỡ ngay lập tức. Cho nên là mình khuyến khích họ, khi mà cái tâm bất ổn nó vẫn còn, hay là cái sự bình an mới xây dựng còn quá mỏng á, thì hãy cố gắng ở lại thêm cái môi trường ưu tú thêm một thời gian. Vậy nên cái giai đoạn đầu tiên á, mình muốn có bình an á, thì mình phải tìm cái không gian bình an trước đã. Rồi khi nào mình đủ vững, đủ giỏi đó, thì cái tâm mình không gian ở đâu thì mình cũng có thể giữ được tâm bình an. Mà đó phải là trình độ rất giỏi đó. Khi tâm an rồi thì nhìn đâu cũng an. Thì đến cái cấp độ sau đó, cho dù là có những lúc, tức là mình phải trở lại cuộc đời chứ đâu thể nào mà lên chỗ thầy Minh Niệm, chỗ các thiền viện ở hoài được. Chỗ thầy Minh Niệm nhỏ xíu mà cũng có thể nào mà chứ quý vị hoài mãi đâu. Thầy Minh Niệm cũng sẽ mời xuống đổi chỗ cho người khác lên. Thì cho dù trở xuống lại cuộc đời, sẽ có những lúc sân si trở lại, hao hụt năng lượng trở lại, trầm cảm trở lại. Thì quý vị cũng phải ráng nhớ cho rằng cái mình đang nhìn thấy tiêu cực kia, cái đau khổ mình đang có, cái thế giới xám xịt kia là do tâm mình đang có vấn đề. Tâm đang có vấn đề rồi đó. Mình ghét người đó, mình hận người đó, mình thù người đó, mình muốn tiêu diệt người đó, là tâm mình đang an ư? Không. Trong một cuộc họp mà mình quát tháo, mình độc đoán, mình gầm rú, mình la hét, mình không lắng nghe ai hết, tâm mình an ư? Con mình mắc phạm sai lầm, thay vì mình lắng nghe, thấu hiểu để nâng đỡ, mà mình chỉ muốn loại trừ, mình muốn trừng phạt, thì tâm an hay là bất an? Thành ra quý vị phải luôn quy chiếu về tâm mình, thường xuyên kiểm tra tâm mình ở mọi thời điểm. Vì nếu tâm mình an, chắc chắn là mình sẽ nhìn và giải quyết vấn đề ở tầng cao nhất, xịn nhất có thể. Hoặc ngược lại, nếu thấy mình đang làm những gì mà mình hài lòng nhất, biết là tâm mình đang an. Còn nếu như là mình đang suy nghĩ tiêu cực, mình thấy đâu cũng là tiêu cực, đừng tưởng rằng cảnh tiêu cực, người tiêu cực, có thể mình đang tiêu cực, nghĩa là tâm đang có vấn đề. Vậy thì hãy mau mau trở về để giải quyết vấn đề chính, cái gốc của nó, tâm của chúng ta. Đây chính là cốt lõi của Đạo Phật. Tâm quyết định nên tất cả, vạn pháp duy tâm tạo. Thì câu chuyện tôi rất thường kể cho quý vị nghe, mà tôi rất yêu thích, đó là bà Brabiya, dòng phái Sufi Hồi giáo Mật Tông. Bà là một người tu luyện lâu năm, có phẩm hạnh.
Một chiều chạng vạng bà đi ra ngoài đường, bà lúi húi tìm một cái gì đó. Một nhóm người gần đó hỏi bà tìm cái gì vậy? Thì bà Rabia nói, à tôi tìm cái kim. Hỏi trời ơi, bây giờ mà sao bà đi tìm cái kim? Bà có nhớ bà đánh rơi cái đoạn nào không? Bà nói đi, chúng tôi phụ giúp bà cho chứ. Trời tối rồi, con đường thì lớn, cái kim nhỏ xíu, sao bà tìm được? Thì bà Rabia nói, thôi quý vị đừng có hỏi tôi câu hỏi đó. Bởi vì thật ra cái kim nó rớt ở trong cái lều á. Thì một người trong đó mới nói, bà có khùng không? Cái kim nó rớt trong lều, sao bà ra ngoài đường bà tìm? Thì họ nghĩ chắc bà này bà không có bình thường rồi. Thì họ mới bỏ đi. Thì bà Rabia mới kêu lại, bà mới nói, vậy tôi hỏi quý vị chứ bình an của quý vị rớt ở đâu mà quý vị cứ đi tìm ở ngoài hoài vậy? Thì chứng tỏ bà này bà không phải là bất bình thường, mà vì bà là một người giác ngộ. Bà muốn khai thị cho những nhóm người đang đi tìm hạnh phúc bình an ở bên ngoài. Tức là khi mình bất an, mình tưởng ai đó làm cho mình bất an. Khi mình đau khổ, mình tưởng ai đó làm cho mình đau khổ. Thật ra chính tham sân si, chính sự chưa bao dung, chưa độ lượng, thiếu hiểu biết, thiếu chấp nhận của mình. Vì một ngày nào đó mình phát triển bên trong, trái tim mình rộng lớn hơn, nhận thức mình cao hơn, thì mình có thể chấp nhận, bao dung, yêu thương một cách dễ dàng. Cho nên thay vì cố gắng thay đổi con người, hoàn cảnh, dĩ nhiên nếu mà thay đổi được, chịu hết nổi rồi thì năn nỉ người ta thay đổi, cố gắng làm cho bên kia thay đổi. Vì hoặc là bên kia đáng cần phải thay đổi thì mình nhắc họ thay đổi, giúp họ thay đổi. Còn nếu không thể thay đổi được thì mình cần nên thay đổi chính mình. Đó là làm cho mình rộng lớn hơn, cao hơn, sâu hơn. Vậy nên việc quay về để chăm sóc tâm hồn, làm cho mình rộng lớn hơn mỗi ngày, làm cho tâm mình an, cái độ an nó dày, nó chắc hơn mỗi ngày, để sẵn sàng đón mọi phong ba bão táp trong cuộc đời này, dù cho bao nhiêu thăng trầm xảy ra, mình vẫn an nhiên đứng đó. Cái an này đứng trên một cái hiểu biết rất là sâu sắc, đó là sự thành công cần thiết của mọi người, nhất là các doanh nghiệp, những nhà lãnh đạo đứng mũi đầu tàu trong giai đoạn hiện nay trong xã hội. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Mời đại chúng, chúng ta sẽ có những giây phút quý giá cùng ngồi tĩnh tâm, những giây phút bình an với nhau nhé. Mời quý vị thả lỏng đôi bờ vai, thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt, nở nụ cười ghi nhận một dòng cảm giác dễ chịu, thoải mái tuôn chảy trên từng cơ bắp. Mình trải qua một giờ không chạy ngược chạy xuôi, không căng thẳng lo lắng. Một giờ ngồi thật yên, thả lỏng, an trú. Một giờ được tưới tẩm những hạt giống hiểu biết, hạt giống bình an, được trao truyền rất nhiều những kỹ năng, những phương pháp để nuôi dưỡng sự bình an, được trải nghiệm những giây phút bình an. Tôi đã biết cách chạm vào bình an bất cứ lúc nào. Tôi sẽ siêng năng thực tập mỗi ngày, mỗi lần thực tập vài phút thôi. Kể cả những lúc ngồi trên máy bay, trên xe bus hay là ngồi trong phòng chờ, đi bộ trong công viên, đứng xếp hàng, hay là ngồi lặt rau, ngồi trong văn phòng lúc nào rảnh tôi ngã người ra ghế, tôi cũng đều cố gắng tìm vài chục giây, vài phút
để trở về cảm nhận cơ thể mình, tập thả lỏng nè, cảm nhận sự thả lỏng nè, tập nhắm mắt lại khi có thể, tập mỉm cười đôi môi, tập lắng nghe các âm thanh xung quanh, tập thả lỏng đôi bờ vai, tập lắng nghe hơi thở. Chỉ cần chú ý vào hiện tại, những gì đang có mặt trong hiện tại xung quanh chúng ta, như âm thanh. Có thể có những lúc chúng ta mở mắt cũng được, để ngắm thiên nhiên, một chiếc lá, một nụ hoa, trời xanh mây trắng, nghe một bản nhạc hòa tấu không lời, thưởng thức một tách cà phê. Nhưng mà nhắm mắt lại thì chúng ta sẽ cảm nhận, sẽ chuyên chú sâu hơn, ít suy nghĩ hơn. Hoặc là chúng ta chú ý vào hơi thở, tập chú ý vào hơi thở thường xuyên để dừng suy nghĩ lại. Chỉ cần bấy nhiêu đây thôi là có bình an ngay lập tức. Dĩ nhiên là nhiêu đây vẫn chưa đủ, vì sẽ có những lúc sóng gió rất lớn thì bài tập này vẫn chưa đủ. Nhưng nếu chúng ta thực tập kỹ và liên tục từng ngày, mỗi ngày tập nhiều lần, thì giống như chúng ta bỏ vào trong tài khoản của mình vậy, tích lũy từng chút, thì nó sẽ tạo sinh thành một cái nội lực, sức mạnh, năng lực bình an. Để rồi khi có phong ba bão táp tới, nó ứng phó, nó sẽ giúp chúng ta đón nhận một cách dễ dàng. Sẽ có những lúc chúng ta nở những nụ cười bình an, nói những câu nói rất bình an, giải quyết những vấn đề khó khăn một cách rất bình an, đến bất ngờ. Chúc đại chúng thực tập thành công. Mời đại chúng lắng nghe ba tiếng chuông để chúng ta kết thúc buổi pháp thoại. Thưa đại chúng, thưa quý vị, trong tập đoàn Sinh Group và đặc biệt là Sinh World đã tạo cơ hội đặc biệt cho tôi được có mặt ở đây. Lâu lắm rồi mới trở lại Tây Ninh. Năm 2014 tôi về nước, thì một năm sau tôi có leo đi phượt lên núi Bà Đen, Tây Ninh, nhưng mà đi lúc đó không phải là đi cáp treo đẹp lộng lẫy như là bây giờ. Lần này trở lại trong cái trang phục quấn y như vậy, ngồi trước đại chúng ở đây để được chia sẻ pháp thoại. Tập đoàn đã tạo cơ duyên để đại chúng đến ở bên ngoài và ở đây để cùng nghe pháp thoại trong không khí rất là trang nghiêm, ấm cúng, kết nối cùng với nhau để tạo thành nguồn năng lượng bình an cho nhau. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều.